Về tình trạng khai thác trái phép khoáng sản titan ở vùng ven biển tỉnh Bình Định mà các bản tin thời sự đã phản ánh trong thời gian gần đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã xác định ngăn chặn khai thác trái phép khoáng sản titan là công việc trọng tâm lúc này đối với các xã ven biển, với biện pháp đưa ra là vừa tăng cường công tác tuyên truyền, vừa tập trung kiểm tra việc khai thác mua bán vận chuyển titan. Mặc dù vùng titan trải rộng, đối tượng khai thác trái phép lại chính là người dân địa phương, nhưng nhờ tăng cường lực lượng kiểm tra thường xuyên tại vùng khai thác titan, bước đầu tỉnh Bình Định đã chặn đứng được việc khai thác trái phép titan ồ ạt. Việc vận chuyển, mua bán trái phép chất titan đến tháng 7 này cũng tạm lắng xuống. Qua các đợt tăng cường xử lý khai thác trái phép titan, lực lượng an ninh đã phá dỡ hàng chục giếng khai thác, lập biên bản trên 50 hộ khai thác trái phép titan, thu giữ 1.000 tấn titan trái phép. Tuy nhiên, phản ánh từ Ủy ban nhân dân các xã ven biển huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, để ngăn chặn triệt để khai thác titan trái phép, mấu chốt là phải thay đổi nhận thức của người dân, vì cho đến lúc này, nhiều người vẫn chưa nhận ra việc tự ý khai thác titan là trái phép.